Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ có mẫu xe đạp touring có làm sóc dòng xe cao cấp của Gian, model là XCR 3007, sử dụng bộ chuyển động full Shimano DOG với 10 tầng lip và 2 tầng đĩa. Xe có size là size M, thì lát nữa em sẽ có một đoạn video ngắn đo size của chiếc xe sau. Thì bây giờ đi vào phần khung của chiếc xe trước. Hôm nay em về tông màu cà phê và với màu đỏ rất là nhã nhặn, cực kỳ đẹp. Thiết kế khung hộp vuông, dây thì chạy âm sườn, toàn bộ khung là khung nhôm, sử dụng công nghệ nhôm Alloy độc quyền của Gian. Sơn xi nguyên bản xe thì còn tương đối mới, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể, rất là ít vết xước. Sơn xi cực kỳ đẹp. Model XCR 3007, dòng model touring đi phố và có giảm sóc, dòng cao cấp của Gian. Sử dụng bộ đề sau chuyển động DOG với 10 tầng lip, xích lip còn rất là trắng này, chỉ lo là để bãi có chút han ở xích này, nhưng mà nhìn vẫn là rất là đẹp. Đĩa trên là DOG LX với 2 tầng đĩa, đùi trục rỗng. Còn bộ xe là nguyên bản hết không nhá, còn nguyên bản hết lốp, lốp nguyên zin, vành bánh 700c, máy nguyên bản Gian luôn. Phần ghi đông thì chiếc xe trang bị tay bấm xả SLX hai bên. Dòng SLX này nó còn cao cấp hơn là DOG không nhé. Cụm phanh dầu của Shimano, giảm sóc dầu nguyên zin theo xe. Bây giờ em sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Thì size của chiếc xe là từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe có size là size trung bình cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75. Với những các bác mà mét khoảng 1m60 thì em cũng có một chiếc tương tự như này nhưng mà là size S, thì các bác có thể liên hệ cái số Zalo ở dưới màn hình ấy, thì em sẽ gửi ảnh chiếc xe size S tương tự như này thôi nhưng mà nó size nhỏ hơn. DOG 10 tầng lip, 2 tầng đĩa, 20 tốc độ khác nhau. Nó thuộc dòng xe cao cấp, còn đồ phụ kiện thì dòng xe cao cấp rồi, nên là những cái chuyển động này rất là nhẹ nhàng, hầu như là không có lỗi nhỏ. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.